Kính chào quý vị khán thính giả của hệ thống truyền hình VBS. Trong câu chuyện văn học tuần này chúng ta bàn với nhau. Tuần trước thì quý vị nhớ chúng ta bàn cái hay của ngôn ngữ Việt Nam và những cái âm ngữ tượng hình. Trong cái tiếng Hán, tiếng Tàu, chữ Nho là loại ngôn ngữ tượng hình, thì ngôn ngữ tiếng Việt của chúng ta nó lại là một loại âm ngữ tượng hình, nó còn hơn tiếng Tàu một bậc. Trong đó chúng ta học âm y, âm ỉ, âm móp, vân vân. Hôm nay chúng ta bàn đến vấn đề câu đối. Nói đến câu đối là một nói cái sự đặc thù của văn chương Việt Nam. Mặc dù trong văn chương Tàu cũng có nhiều giai thoại về câu đối. Câu đối là gì? Tức là hai câu thơ và nó là đối lẫn nhau. Có loại đối chỉnh, có loại đối chát, có nghĩa là đối từ âm điệu, đối đến vấn đề ngôn ngữ, đối với vấn đề ý nghĩ. Chẳng hạn như là bên Tàu có cái đời vua Càn Long. Quý vị nhớ bên Tàu cái đầu triều Thanh gọi là vua Thanh Cao Tông, là vua Càn Long. Ông là một trong những cái vua mà giỏi câu đối, mà ông trị vì đến trên 60 năm. Rồi sau khi đó ông về hưu thoái vị, làm Thái Thượng Hoàng, nhưng mà lại vẫn cai trị đất nước thêm 3 năm. Tổng cộng cái thời gian ông trị vì là 63 năm. Và có thể nói vua Càn Long là một vị vua coi như thọ nhất trong các cái triều vua của bên Tàu cũng như của Việt Nam mình. Đa số các ông vua, đa số là đa thê, tam cung lục viện, phi tần mỹ nữ không thiếu. Vì vậy các ông vua đa số là trác táng và chết non. Đấy, quý vị thấy như Việt Nam mình nó là vua minh mạng thiều chỉ, đứa có ông nào sống đến trên 60 đâu. Nhưng mà cái ông Càn Long này, ông sống đến 89 tuổi. Ông là một người văn thư đầy mình. Có một giai thoại về ông ta. Khi vua Càn Long du sơn du thủy, thăm dân cho biết sự tình ở tỉnh Giang Nam. Lúc dạo chơi ở Tây Hồ, khi đến viếng Linh Ấn Tự, nhà vua gặp một ông lão đi qua, đến chùa để mà cúng. Mà cái ông lão này thọ đến 141 tuổi, nhưng vẫn còn minh mẫn, đi lại như thường. Vua mới làm một bài thơ, thật ra là một đôi câu đối, tặng cho ông lão. Vua viết rằng: hoa giáp trùng khai, ngoại gia tam thất tuế nguyệt, cổ hy song khánh, nội đa nhất cả xuân thu. Hoa giáp có nghĩa là, quý vị biết tử vi cứ 60 năm người ta gọi là một hoa giáp, 12 năm người ta gọi là một niên, đúng không? Thập niên, kỷ nguyên. Thế thì cái ông già này sống đến 140 tuổi, có nghĩa là hoa giáp trùng khai, có nghĩa là 60 năm mà 2 lần. Trùng có nghĩa là lặp lại, đúng không? 60 mà nhân làm 2 lần là ông đã 120 tuổi. Ngoài ra tam thất tuế nguyệt, ngoài ra còn thêm tam thất. Tam là 3, thất là 7, 3 lần 7 là 21 năm tuế nguyệt nữa. Thế thì 120 năm của cái nhị trùng hoa giáp cộng thêm với tam thất tuế nguyệt là 141 năm. Vua chơi chữ rất hay. Tây nó gọi là jeu de mots. Tiếng Việt mình chơi chữ rất hay. Thì ông vua Càn Long này, ông cũng chơi chữ trong cái trường hợp ra câu đối này. Và câu sau của ông là gì? Cổ hy song khánh, nội đa nhất cả xuân thu. Cổ hy là vì ngày xưa chúng ta có câu nói rằng thất thập cổ lai hy, có nghĩa là ông ta đã 70 tuổi rồi. Cổ hy song khánh có nghĩa là 2 lần mừng tuổi 70, tức là 140 năm. Cổ hy thất thập, mà đây là cổ hy song khánh, có nghĩa là 2 lần thất thập là 140 năm. Nội đa có nghĩa là bên trong còn thêm nữa, nhất cả xuân thu là một cái xuân thu nữa, tức là 1 năm nữa, tổng cộng là 141 năm. Quý vị thấy vua Càn Long hết 2 câu đối. Câu trên cũng là 141 năm, mà câu dưới cũng là 141 năm. Nhưng mà thay vì nói thẳng một câu là ô mừng cho ông sống 141 năm, ông vua Càn Long ông mới viết câu đối: hoa giáp trùng khai, ngoại gia tam thất tuế nguyệt, hai lần hoa giáp, mà một mùa hoa giáp như vậy, giáp vòng là 60 năm. Rồi có người thắc mắc bảo tại sao giáp vòng như thế nào mà tính là 60 năm. Thí dụ quý vị sinh năm nay là năm Mẹo. Đó, chúng ta sắp sửa tới năm Mẹo nữa, thí dụ năm Quý Mẹo đi. Rồi đến 60 năm sau mới lại có năm Quý Mẹo nữa. Tức là một cái giáp vòng niên lịch của âm lịch là 60 năm. Người ta gọi là lục thập hoa giáp. Có nghĩa là 6 lần 10 thành ra một hoa giáp là 60 năm. Quý vị cứ mỗi một lần 60 tuổi. Thật ra là 61 tuổi là quý vị đã đi một vòng 60 năm. Giống như ông Y Vân, ông làm bản nhạc, 60 năm một cuộc đời là như vậy. Ông ta quan niệm cứ cuộc đời ngắn ngủi 60 năm. Hoa giáp trùng khai, hai lần hoa giáp là 120 năm. Ngoại ra tam thất tuế nguyệt, còn thêm nữa là 3 lần 7. Hay như vậy. Tam là 3, thất là 7, 3 lần 7 là 21. Thế thì 120 cộng với 21 tức là 141 năm, đã cùng phơi gan cùng tuế nguyệt, đã sống thọ đến như vậy. Và cái câu đối của ông ấy, cổ hy song khánh, ở trên kia là hoa giáp trùng khai, là hai lần lục thập hoa giáp, thì dưới này cổ hy song khánh. Cổ hy là thất thập cổ lai hy, có phải không? Song là hai, song khánh là mừng. Mừng đến 2 lần 70. Nội đa nhất cả xuân thu. Lại thêm vào bên trong, lại còn thêm một mùa xuân thu nữa, có nghĩa là một năm nữa. 2 lần 7 là 440, cộng với 1 là 141. Quá tuyệt vời. Công nhận cái ông vua Càn Long này, văn chương của ông dễ thương. Nó vừa gọn mà nó vừa đầy đủ ý nghĩa. Thế rồi quý vị mới hỏi, thế dân Việt Nam mình, các nhà nho có câu đối giỏi không? Tôi nói quý vị nghe, tuyệt. Tôi chỉ nói sơ cụ Tam Nguyên thôi. Cụ Tam Nguyên Yên Đổ gọi là ba khoa tấn sĩ, gọi là Tam Nguyên. Tam là ba, nguyên là nguyên thủ, là đậu đầu, khôi nguyên. Khôi nguyên La Mã, khôi nguyên của thi hương, khôi nguyên của thi hội, khôi nguyên của thi đình. Cả ba khoa ông ấy đậu đầu, người ta gọi là cụ Tam Nguyên Yên Đổ. Người tỉnh Hà Nam, đó là làng của Dương Đại Hải. Tôi cũng được hưởng lây cái danh thơm của cụ Tam Nguyên. Văn chương chữ nghĩa đầy người. Quý vị biết rằng là cụ là một người làm quan nhưng mà liêm khiết, cho nên đã treo ấn tử quan, không hợp tác với Tân Triều. Thế thì cụ về, cụ mở trường, cụ dạy học ở trong làng, gọi là làng Đổ. Cái giai thoại này nó hiện ở làng Đổ. Cứ về mùa hè ở làng Đổ là hay có những cái vụ cháy nhà, mùa diêm nhiệt. Cho nên các cụ bô lão trong làng mới khăn đóng áo dài tới để mà xin cụ Tam Nguyên có cách nào để mà chữa cháy. Thế thì các cụ bô lão đến gặp ngài mới thưa quan lớn, làng chúng con bị cháy hỏa hoạn, năm nào cũng thế, thiệt hại rất nhiều. Bây giờ xin quan lớn một câu đối về để treo, giống như là cái bùa để mà ẩn cái vấn đề hỏa hoạn. Cụ Tam Nguyên ngồi nói chuyện, tất cả các bô lão vui. Trước khi ra về, cụ sai tiểu đồng lấy một cái giấy dài màu đỏ, và cụ viết ở trên đó cái gì? Chả có cái gì cả. Cụ viết một vạch chữ nhất từ trên xuống dưới. Thế thì các cụ bô lão, rồi ngài mới nói các cụ bô lão thôi, bây giờ các lão về nhá, đem cái câu đối này mà treo ở trong đình thì sẽ hết cháy. Các vị vua lão cũng thắc mắc mà không dám hỏi, cho nên chỉ bảo vâng, thế thì chúng con về. Nhưng mà sau đó con cháu mới hỏi bố, hỏi ông rằng là tại sao Ngài không cho câu đối mà Ngài lại vẽ một cái chày thẳng đứng? Thế thì Ngài nói đơn sơ, chày đứng, đọc ngược lại là gì? Đừng cháy, có vậy thôi. Vậy mà các cụ bô lão đem cái chày đứng đó về treo ở trong đình và từ đó hết cháy. Một cái huyền thoại đến giờ này vẫn còn, những ai ở làng Đổ, những ai ở Hà Nam đều nghe cái sự tích của cụ Tam Nguyên. Cái tiếng Việt mình nó vừa có tính cách hay mà lại có tính cách đảo ngữ. Nó hay nhất của tiếng Việt mình là đảo ngữ, chày đứng là đừng cháy. Ngoài cái vấn đề đối ra nó lại còn có cái chữ đảo ngữ, nó cũng là loại super jeu de mots, là một cái loại chơi chữ tuyệt vời. Rồi nói về câu đối nữa, quý vị nhớ ông Đặng Trần Côn với lại bà Hồ Xuân Hương, hai người rất hợp và cũng thích nhau, cho nên vẫn là còn trẻ thanh niên, chưa vợ gái chưa chồng. Một hôm bà Hồ Xuân Hương đi với bạn bè đi qua nhà của ông Đặng Trần Côn. Thế thì thấy ông Đặng Trần Côn ngồi với lại hai người nữa bạn, đang ngồi chơi ở trước hiên. Thế thì các ông thấy hai bà đi qua có vẻ muốn chọc, muốn ghẹo. Mà bằng văn chương là vì nữ sĩ Hồ Xuân Hương là tuyệt vời, và văn sĩ Đặng Trần Côn cũng tuyệt vời. Ông Đặng Trần Côn lấy ra một câu nói rằng: nhị nữ đồng hành, tung hoành tứ khẩu. Hai người đàn bà, hai người con gái đang đi, tung hoành tứ khẩu, tung hoành bốn cái miệng. Thế thì bà Hồ Xuân Hương mà em thẹn đỏ mặt với bạn bè, cô bạn không biết làm sao. Nhưng Hồ Xuân Hương là một tay thơ, mà là một người thông minh, là một người ăn chơi, là một người rất là tháo vát. Bà ấy trả lời liền, làm cho ba anh em Đặng Trần Côn không còn manh giáp. Bà nói sao thưa quý vị? Tam nam đồng tọa, lục hạ, thượng hạ lục đầu. Đấy, quý vị thấy cái câu đối nó tuyệt vời không? Ở bên này ông ấy chơi, ông ấy xỏ hai chị em. Hai chị em đang đi tung hoành tứ khẩu, tức là bốn miệng mà hai người, thì quý vị hiểu rồi, miệng trên miệng dưới. Ông ấy ghẹo bằng cách văn chương. Thế thì bà này hạ một câu, ba người này bỏ chạy. Tam nam đồng tọa, thượng hạ lục đầu. Ba người con trai đang ngồi thì trên dưới có 6 cái đầu. Thì không biết là đầu gì. Thế nhưng mà sau cái câu nói đó, Đặng Trần Côn từ đó không dám bén mảng và lén phén với Hồ Xuân Hương, bởi vì cái câu đối nó quá tuyệt vời. Nó vừa đối chỉnh mà nó còn vừa đối chát nữa. Nhị nữ thì đối với tam nam, đồng hành, bên này là đồng tọa, người đang đi và người đang ngồi. Bên kia tung hoành, thì bên này là thượng hạ, tứ khẩu đối với lục đầu. Quý vị thấy cái nét đẹp về văn chương của tiếng Việt mình. Câu đối nó cũng tuyệt vời, mà cái giai thoại văn chương đó nó sẽ đi mãi, sống mãi trong lòng người dân Việt Nam, nhất là trong cái nghề văn chương tiếng Việt. Kính thưa quý vị, đến đây tôi xin tạm dừng vài phút, sau đó chúng ta tiếp tục phần 2. Xin cảm ơn quý vị.